Xin chào đại gia đình, sáng mùng 1 mình đi hái bắp. Cầu cho mọi người, không riêng cá nhân mình, là một năm thắng lợi. Đẹp á. Chắc như bắp anh. Trái hơi bị thưa rồi. Trái của Trang. Cái này là trái của anh hai. Ông già rồi, găng ông số. Ông chủ vườn. Ông chủ vườn. Ông chủ vườn hái được trái như vậy nè. Đó, đẹp không? Mà chủ vườn trái. Rồi bây giờ tới ông chủ kênh. Ông chủ. Đây hả? Trái đó đây. Đây đi. Đen râu rồi. Đã luôn nè, đen râu nè, chứ cái râu không. Nè bố ấm cái rớt mày đi kiếm. Râu giống cái râu. Bẻ. Một, hai, ba. Đó. Trái nào nữa ta, trái nào đen đen nữa. Đó. Lá này. Rồi, mở luôn hả chị? Mở luôn. Rồi. Rồi lọc coi. Lọc luôn. Như ý không? Cắt như bắp. Bán sử như ý. Dạ, 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 cái đây hai được. Được cái dừa coi. Cái dừa. Râu đen đen chứ cái đi. Bố đi bẻ luôn đi bố. Điền gà, văn gà. Đúng rồi, là đó, cái này là lộc. Lộc. Trái hai. Trái đó nhìn đẹp lắm vậy. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Còn mai bây giờ tôi thấy. Trái đó đẹp lắm, nhìn cái nhìn đẹp từ trong ra ngoài luôn á. Sâu đẹp chưa? Từ ngoài vào trong luôn. Ồ, sâu đẹp quá. Bắt ngô luôn. Ồ, có con trọng lá trắng rồi kìa. Ui, có lý à. Vàng rồi đó, râu vàng rồi đó, chưa? Đó. Quá ngon luôn. Ngon không ngon? Lọc lâu quá ta. Lọc lâu luôn kìa. Cái kìa, ông đó. Đó. Vàng luôn. Ồ. Đẹp không? Đẹp không? Lọc coi. Cái này rồi với là kìa. Rồi. Năm nay cậu trọng nó vô rồi. Ồ. Chắc vô bắp luôn. Được không? Được à. Chắc. Được rồi, được rồi. Đó, đẹp. Chắc như được cái gan nó không được đều. Gắm câu vô ông. Ồ. Quê đây. Chắc như bắp như quý vị, một năm thắng lợi. Năm Quý Mão. Năm tuổi luôn. Là chắc ăn rồi đó. Chắc ăn luôn. Cầm miếng đây. Cặp luôn hả? Bắp nữ hoàng là sống. Sao đó bắp đang sống. Cô ơi, đại gia đình rất là nhiều nha. Quê tôi thì gọi là chúc đại gia đình cũng may mắn và thắng lớn trong năm 2023 Quý Mão. Mẹ hai ăn trái. Xin chào, hẹn gặp lại. Yeah.